Chào mừng tất cả các em học sinh đến với chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học phổ thông Nguyễn Công An với bộ môn Giáo dục công dân lớp 10. Hàng ngày, giữa biết bao mối quan hệ xã hội và những áp lực đua chen của cuộc sống để tự hoàn thiện và phát triển, mỗi chúng ta không ngừng phải đối diện với đấu tranh với chính mình. Hành trình để tự hoàn thiện, để vươn tới hạnh phúc của mỗi con người không thể thiếu sự ý thức về bổn phận, trách nhiệm, đồng nghĩa với bản thân, gia đình và xã hội. Sự day dứt hay nhắc nhở của lương tâm trong và sau mỗi suy nghĩ, thái độ, hành vi, việc bảo vệ, trau dồi phẩm giá, danh dự, lòng tự trọng. Những nội dung này chúng ta sẽ được đề cập vào trong bài học tiếp ngày hôm nay. Bài 11, một số phạm trù cơ bản của đạo đức học. Tiết trước, cô trò chúng ta đã tìm hiểu hai đơn vị kiến thức. Thứ nhất, chúng ta đã hiểu được thế nào là nghĩa vụ và thế nào là lương tâm. Bài ngày hôm nay tiếp tục chúng ta đi tìm hiểu hai đơn vị của nạn, đó là nhân phẩm và danh dự. Chúng ta vào phần ba nhỏ: danh dự, nhân phẩm và danh dự. A. Nhân phẩm là gì? Mỗi con người luôn có những phẩm chất nhất định. Những phẩm chất này làm nên giá trị của cá nhân, đó chính là nhân phẩm. Và cô có các ví dụ như sau. Ví dụ 1, chúng ta cùng quan sát và đọc ví dụ. Ví dụ 1, An mượn sách của Trang và có ý định lấy luôn không trả. Khi Trang hỏi thì An nói dối là đã đánh mất và tự nhủ rằng ăn trộm sách để tích lũy tri thức thì có gì đáng xấu hổ. Ví dụ 2, Mỹ nhà nghèo phải đi bán vé số để kiếm sống. Một người khách thấy thương hại cho Mỹ đã đưa tiền cho Mỹ nhưng Mỹ đã từ chối không nhận và nói: cháu không nhận đâu vì... Xin cảm ơn ông, cháu chỉ nhận những đồng tiền do cháu tự động làm thôi. Nào, nhìn qua hai ví dụ này, cô có câu hỏi cho các bạn. Em hãy phân tích hành vi của hai bạn ở trong hai ví dụ trên. Nhìn vào ví dụ thì chúng ta có thể phân tích như sau. Thứ nhất, ở ví dụ 1, An đã lợi dụng lòng tốt của bạn mình để mượn sách và cố tình quên đi. Như vậy, An muốn biến cái tài sản của bạn thành cái tài sản của mình. Như vậy là không hợp chuẩn mực đạo đức mà chúng ta đã học ở tiết trước. Ở ví dụ 2, tuy còn nhỏ nhưng My đã ý thức được mình là con nhà nghèo, rất cần tiền nhưng mà phải là tiền do chính mình làm ra chứ không phải là sự thương hại của người khác. Chứng tỏ My là người có bản lĩnh, biết khắc phục khó khăn để học tập và lao động, không làm điều gì ảnh hưởng đến thanh danh của mình. My là người coi trọng nhân phẩm. Và My là một cô bé thật là đáng khen. Vậy An và My, ai được đánh giá là người có nhân phẩm? Chúng ta có thể thấy luôn đó là ai? À, đó chính là bạn My, đúng không nhỉ? My được đánh giá là người có nhân phẩm. Vậy, dựa vào cái hai cái phần chúng ta đi phân tích, ví dụ 1 và ví dụ 2, đồng thời kết hợp với sách giáo khoa, bạn nào có thể trình bày cho cô biết nhân phẩm là gì? Nhân phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được. Nói cách khác, nhân phẩm nó chính là giá trị làm người của mỗi con người. Chúng mình có thể ghi nhanh khái niệm vào trong vở ghi của mình. Nhìn chung thì mọi người đều có ý thức quan tâm và giữ gìn cái phẩm chất của mình, trừ một số kẻ xấu xa. Coi thường nhân phẩm của chính mình để đạt được cái mục đích thấp hèn nào đó. Ví dụ như những kẻ bán hàng giả cố tình lừa dối những cái người mua trục lợi ấy. Đó thì người có nhân phẩm là những cái người mà xã hội đánh giá rất là cao và rất là lẻ trọng, đúng chưa nhỉ? Vậy tại sao chúng ta lại nói là nhân phẩm nó là giá trị làm người của mỗi con người? Vì sao? Chúng ta đã biết rằng là gì? Con người có hai yếu tố, đó là sinh học và xã hội. Trong đó thì yếu tố xã hội đóng vai trò là chủ đạo, là bản chất nhất để chúng ta phân biệt con người với con người. Con người không thể sống mà không có quan hệ với mọi người, nghĩa là con người không thể tách rời môi trường xã hội, hoàn cảnh xã hội và các hoạt động của xã hội. Do đó, người ta ai cũng có nhân phẩm, trừ một số kẻ đặc biệt xấu, như cô vừa nói ở trên. Đây chính là những tấm gương tiêu biểu về những người có nhân phẩm, như là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nét đẹp, đẹp nhất tên người, hoặc là
tướng Võ Nguyên Giáp, còn là liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Và xã hội luôn luôn đánh giá cao và rất là kính trọng những cái người có nhân phẩm. Đấy, còn những cái người mà thiếu nhân phẩm quá, tự đánh giá mất nhân phẩm thì sẽ bị làm sao này? Xã hội đánh giá này, và bị coi thường và bị khinh rẻ. Và biểu hiện của người có nhân phẩm như sau, các bạn quan sát nhé. Thứ nhất, người có nhân phẩm là người có lương tâm trong sáng. Thứ hai, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh. Thứ ba, thực hiện tốt các nghĩa vụ và chuẩn mực đạo đức. Các em nhớ nhé. Chúng ta tiếp tục chuyển sang mục tiếp theo, đó là danh dự. Cô có ví dụ như sau. Trong giờ kiểm tra toán, Ngân loay hoay không tìm ra kết quả. Bình thấy vậy đã đưa bảng cho Ngân, nhưng Ngân không chép mà tự bản thân cố gắng tìm ra lời giải. Câu hỏi theo em, việc làm đó chứng tỏ Ngân là người như thế nào? Ngân là một người làm sao đây? À, có thể diện không nhỉ? Có thể diện, có danh dự, đúng chưa? Vậy thì chúng ta có thể hiểu danh dự nó là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội với một người dựa trên các giá trị tinh thần đạo đức của người đó. Ghi khái niệm nó cho cô. Ví dụ, như danh dự của người thầy thuốc, hoặc danh dự của người thầy thuốc, danh dự của người đoàn viên. Các bạn hãy nhanh chóng ghi phần nội dung mà cô giáo vừa truyền tải cho các bạn vào trong vở ghi của mình. Sau đó, hãy trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 75 cho cô. Câu hỏi như sau. Nhân phẩm và danh dự có vai trò như thế nào đối với đạo đức cá nhân? Và vì sao những người nghiện ma túy khó giữ được nhân phẩm và danh dự của mình? Câu hỏi này các bạn hãy trả lời cho cô. Sau đó là các bạn hãy đẩy cái câu trả lời của mình, bài làm của mình vào cái phần nhóm của lớp. Sau đó cô giáo sẽ kiểm tra và chấm điểm nhé. Chúc các bạn có một buổi học hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn vào tiết học ngày hôm sau.